nay lại vô tình gặp được một cái cây lan khá là, đối với tôi là lần đầu tiên tôi gặp trong vườn của anh Trần Tuấn này ở Ngọc Lan Viên, 181 Đình Thôn, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé các bạn. Hôm nay sẽ hỏi ý kiến anh Trần Tuấn một chút về cây này để giới thiệu cho các bạn. Thực sự là tôi không biết nó là cây gì luôn. Đấy, nhưng mà nhìn bông hoa rất là... Đây là tàn, là héo á. À, héo mất rồi. Nó bần lắm. Cái cánh này nó bị cụt mất rồi này. Đấy, nhưng mà cái họng của nó rất là ấn tượng luôn. Nó sẽ ra hoa rất là lâu. Nó sẽ giải rác nên chúng ta sẽ có thể tìm lại hoa của nó vào... Ai? Một thời gian ngắn nữa thôi. Thấy không? Và rất là nhỏ. Rồi mất rồi. Nó sẽ ra tiếp. Cây này nó có tên là gì anh Tuấn? Cái này bây giờ thì công nhận là cây lan gì thì nó cứ ít đi dần. Thực ra cây này ngày xưa là khá là nhiều. Nhưng mà đây là một cây lan mà có lẽ là trong khi mà phát hiện ra chúng là nó làm cũng trao đảo thị trường lan. Wow. Vì đây là một cây mà hoa nó hoa xanh, lưỡi nó thì đỏ cái rất là láo. Đang quay mà nó cứ chìa cái đĩa mì với thịt vào các bạn ạ. Thưa các bạn này, cái này thì người dân trong Tây Nguyên hoặc Nam Bộ vẫn gọi là cây thanh hạt. Thanh hạt. Bản chất của nó là bông nó khá là xanh. Cái cây này nó tương đối tàn rồi. Cái này là nó chỉ cái màu như này thôi. Màu xanh hơi ngọc ngọc đúng không? Nhưng mà em ấn tượng nhất là cái họng của nó đấy. Cực kỳ ấn tượng với cái họng của nó. Hơi buồn là cây này không có hương thơm. Không có thơm. Và chính là không có hương thơm nên nó cực bền. Nhưng mà sao nhỉ? Cái cây này thì có hai mặt bông. Theo tôi được biết rằng nó còn một mặt bông nữa. Đây, các bạn thấy không? Cái này thì cái lưỡi nó không, cái viền đỏ nó không tràn hết. Nếu như trong phi điệp bây giờ hay giả hạc chúng ta hay gọi là lưỡi bạc ấy, thì khi mà lưỡi bạc tức là cái màu đỏ nó tràn hết lưỡi, là sang tên một người khác. Tức là cây đấy, cây là cây Surukiai, Dendrobium Surukiai. Còn cây này là Dendrobium Cruentum. Cruentum. Ờ đấy, bản chất thì chúng ta đều gọi là thanh hạt. À. Nhưng mà nó có hai cây như đó. À, có hai tên thành hai loại khác nhau, có hai khoa học, tên khoa học khác nhau. Đây là tên thanh hạt. Cây Suzuki là cây mà lưỡi nó đỏ hết toàn bộ đúng không ạ? Và lưỡi thông thường, lưỡi bẹt đấy. Thông thường cây Suzuki có cái chiều cao này. Nó ngắn hơn. À. Tức là chiều cao của cái thân hoa, thân cây này nó chỉ tầm cỡ như ông này thôi. Nó khoảng độ 30-40 phân thôi. Còn như cây này nha, tôi đo này tối thiểu là 3 ga các bạn. Đấy, nó phải khoảng 60 cm, 50 phân. Đấy, 50-60. Thì cái cây như anh Trần Tuấn nói là cây cây này, cái này này, cây nào? Cruentum à? Cruentum, Dendrobium Cruentum. Cái này, cây này phải nói là một trong những cây dòng dendro, dòng có lông đen. À. Và rất khó trồng. À, rất khó trồng vô tận luôn. Thực ra bản chất kể cả các giáo sư người nước ngoài hay các nhà vườn lớn đều phải hỏi cái cây này mình trồng thế nào đấy. Thú thật, tôi trồng cũng bị chết hết. Trồng khó lắm. Trồng khó lắm. Đặc biệt các bạn phải tránh mưa. À. Nhưng cơ mà một số bạn ở trong Tây Nguyên ấy, thì đương nhiên cái vùng trong đấy, vùng đấy thì nó thuận hơn. Và cây này có ưu điểm vô cùng lớn nữa, đó là cái tỷ lệ ra mắt, à ra hoa, coi cứ mặt nào có là ra hoa. À. Không cứ phải là lúc này ra một phát hết, mà nó cứ giải rác thế. À, cái này mắt này, này có, mắt này có này. Và mùa ra hoa rất dài, mùa ra hoa là nó dài lắm, hết cả từ mùa hạ sang mùa thu. Hay nhỉ, lần đầu tiên gặp. Nhưng mà bây giờ cây này rất đắt, tương đối đắt. Nó hiếm quá rồi đúng không anh? Nó hiếm còn, nhưng phải nói là một cây đẹp. Nhưng mà cây này đúng chuẩn của nó thì là từ ở vùng nào? Ở Tây Nguyên luôn. Tây Nguyên luôn ấy. Tây Nguyên nó giải rác nhiều. Nhưng mà bền lắm các bạn. Thực ra nói thật là đã là người chơi lan thực sự là kiểu đến một cái tầm mà nhìn một tí rồi cái level nó nhìn là gần như là cũng rất ao ước để sở hữu một cây này. À, thanh hạt.
cái cây có lông. Anh Hảo, gọi là lông đen à? Lông đen. Tức là thân của nó này, thân nó có lông đúng không ạ? Đây các bạn này. Nhưng mà thường những cái loại mà thân mà có lông này là đều là khó chuẩn. Giống như cả cái cây hoàng thảo Trường Sơn gì đấy, nó cũng có lông trên thân đúng không? Không, cây hoàng thảo Trường Sơn không. Nó hoàng thảo Trường Sơn thì dễ mà. Có cây này này, tức là cây cây này là cây cái gì nhỉ? Ông thì bảo cây này cây bắc nó có cây nhất điểm hồng hoặc cây điểm hồng nhất điểm hoàng nhất điểm hoàng đấy cũng là dạng đen lông cũng khó rồi những cây ngọc trúc ngọc trích gì đấy cây đấy là cây có lông đen rồi cây William Sony bây giờ tôi cũng chẳng biết gọi là cái gì cả là nó cũng là cây có lông hay nhỉ. Nhưng mà nó lại cứ một bông một nhỉ? Nếu mà nó không, kiểu... đây là chúng ta nhìn trong tình trạng nó yếu. Cái bản chất của nó là đủ là cũng ba bông. Nó như phi điệp ấy, là đủ là bình thường là ba bông. Hạn yếu lắm là có cây bốn bông. Là quái thai rồi, còn một bông bình thường. Tức là ý em đang nói là nó chỉ mỗi bông ấy, nếu mà trong một cái thân hoa không, này một mà nó mắt có... Không, thì mắt. Nó... Nhưng mà ý là nếu mà ví dụ mắt này mà nó có khoảng độ 4 bông thì nhìn cái giỏ hoa nó sẽ đỉnh cao luôn. Có khi lại gối ạ. Nhưng đúng là cái này ấy, lá rất là cứng đúng không ạ? Lá dày cứng. Anh em nảy lắm. Nhưng mà cái thân này thì nó giống với cây... Nhìn thoáng qua thì nó giống với cây gì nhỉ? Quên mất tên rồi. Không nhớ nữa, nhưng mà tựa tựa như cái thân cây à nó cây nhất điểm rồi, nhất điểm hồng nó đúng cũng không, cái thân nó cũng không, kiểu nó khác. Cái này thì rất giống ví dụ như cây con tum NC chẳng hạn. Con tum NC á. Ừ, một số cây hoàng thảo trong đấy vừa xong này. Cây gì đấy? Cây gì kim khánh đấy, cái cây mà người ta mới phát hiện sau này. Nhưng mà nhắc nhác giống nhau về bộ gốc và đấy, như anh Trần Tuấn nói là cây này là hiện tại bây giờ nó cũng rất là hiếm và giá nó rất là đắt rồi. Nên là bạn nào mà ở vùng Tây Nguyên mà có giống này thì chia sẻ cho anh em đi. Mọi người tự liên hệ với nhau. Nhưng mà đúng là cái mặt bông nó rất là ấn tượng, đặc biệt cái họng nó đỏ xong rồi nó còn có răng cưa kia cái thứ là đúng như kiểu cái lưỡi của con khủng long trong phim các thứ hay khó. Và cánh bị cụt mất rồi đấy nhá. Đấy chứ còn các bạn là nó sắp tàn rồi chứ nếu mà đúng lúc mà nó căng thì còn đẹp lắm. Đẹp lắm mà nó xanh mà nó mới đẹp. Nó xanh thì nó mới gọi là thanh ngọc. Thanh hạc. Thanh hạc à? Thanh hạc. Hạc là con chim đúng không ạ? Đúng rồi, con hạc. Hạc là con chim, con hạc, hạc xanh, con chim xanh. Không bao giờ đạt lại cái cảm ấy, chỉ đạt không đạt thôi. Như là anh em ông nghiên cứu lại đi. Sau nhà tôi nhá, có một con gà. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn anh Trần Tuấn. Một con gà trống nhá, mà trong cái gà mái là